Thuy Linh cùng ban biên tập Hồng Biên TV mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bộ Công an vạch trần từ thiện của Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Bà Phương Hằng livestream nói Đàm Vĩnh Hưng chơi cho sạch, sống cho nét, còn không hãy quay về làm lại một thợ cắt tóc. Thưa quý vị, mới đây một cư dân mạng được dịp sôi nổi khi bà Phương Hằng bất ngờ đăng đàn nói về số tiền thực mà giọng ca đình đám Đàm Vĩnh Hưng quyên góp được lên tới 96 tỷ đồng, chứ không phải chỉ 1,8 tỷ đồng như nam ca sĩ công bố trước đó. Khi dân tình còn đang bàn tán sôi nổi, tò mò thực hư ra sao, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng đính chính khẳng định sẽ mời pháp luật vào cuộc điều tra. Vừa qua anh này tiếp tục tham gia một buổi trò chuyện với một chương trình tại Mỹ để làm rõ những thắc mắc của khán giả xung quanh lùm xùm làm từ thiện của bản thân mình. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng anh ta sẵn lòng để công an và thanh tra vào cuộc để xem là Đàm tướng cướp này có ăn chặn một đồng nào của việc từ thiện hay là không. Và anh chàng được Đàm tướng cướp này cũng mong khi có kết quả sớm sẽ lấy lại được vinh dự. Và anh cũng nói thêm rằng là sẽ luôn giữ quan điểm của bản thân. Không phải ai cũng có quyền bêu rếu đặt điều đáng chú ý là Mr. Đàm này còn cho rằng khán giả hiện nay yếu bóng vía, dễ tin người. Bởi chỉ nghe nữ CEO đưa ra vài câu chuyện đã vội nói này nói nọ. Nghệ sĩ Đàm tướng cướp luôn sẵn sàng đối diện với những ồn ào đồn đoán không hay. Nếu cái nào nhẹ nhàng thì bỏ qua, nhưng lệch lạc quá thì phải là lên tiếng để lấy lại công bằng cho bản thân. Nếu không thì vẫn còn vu khống tôi là Đàm tướng cướp còn tuyên bố rằng là sẽ cố gắng biến giấc mơ sao kê và 1,9 kg giấy lộn kia thành sự thật và... Tôi đang đợi cô là áp lên mớ giấy cô đang có với con số sơ bẩn như sự tưởng tượng của cô và tôi sẽ nhờ pháp luật rà soát tài sản của mình. Và để đảm bảo tính minh bạch trong suốt buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng liên tục yêu cầu Mr. Đàm này công khai sao kê đầy đủ và đừng dài dòng văn tự để đánh lạc hướng dư luận. Nữ đại gia thẳng thắn nói, tôi một viên kim cương, còn Đàm tướng cướp bỏ toàn bộ tài sản. Vợ ông Dũng tiếp tục nói, hãy chơi cho sạch, sống cho nét, là người trong của công chúng thì hãy chơi cho đẹp trước cộng đồng đi đã và hãy chơi cho đúng giá trị thật của mình, còn nếu không hãy trở về giá trị thật. Chỉ là một thằng cắt tóc, bà Hằng cho biết. Sau khi về nước, Đàm Vĩnh Hưng không công khai bản sao kê tổng số tiền từ thiện, anh nhận được bà sẽ tung bằng chứng và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để chứng minh bản thân trong sạch. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hẹn khán giả và mọi người khi nào về nước sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi, Huỳnh Minh Hưng, tức Đàm Vĩnh Hưng, sẽ chính thức mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình. Tiếp đó, anh đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ủng hộ và tin tưởng. Anh cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng đến ngày hôm nay. Để không phụ lòng tin yêu của mọi người, đặc biệt nhất định sẽ quay trở về để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên bị réo gọi liên tục sau khi báo Công an Nhân dân đăng tải tin nóng về vụ việc từ thiện. Vụ từ thiện của các ca nghệ sĩ vẫn là chủ đề nóng trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Sau thời gian gây ồn ào, bỗng dưng nó trở nên im ắng khi không có nhiều diễn biến mới. Dù vậy, công chúng vẫn chưa hề quên mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc này. Giữa lúc cộng đồng mạng thông tin về vụ việc điều tra từ thiện ngày từng ngày mới đây, báo Công an Nhân dân đã có bài chia sẻ bài đăng liên quan đến vấn đề tương tự. Trong đó, fanpage có tích xanh của đơn vị báo chí này viết, mọi hành vi trục lợi tiền từ thiện đều sẽ phải trả giá dưới phần bình luận đính kèm. Link bài báo đưa tin về một trường hợp dùng hình ảnh các số phận bi thảm để kêu gọi tiền từ thiện, chiếm đoạt cộng đồng mạng. Nghe nhắc đến từ thiện thì không khỏi xôn xao. Nhiều người chưa kịp đọc kỹ link của báo Công an Nhân dân đã nhầm tưởng rằng đây là một bài đăng về ồn ào của giới nghệ sĩ. Trong khi đó, đám đông cũng liên tục đặt ra câu hỏi vì sao lùm xùm kêu gọi tiền từ thiện của Hoài Linh, Thủy Tiên hay là Trấn Thành mãi mãi vẫn chưa có kết quả. Và cuối cùng cũng là kêu gọi từ thiện, nhưng bao giờ các nghệ sĩ mới điều tra xong đây? MC Trấn Thành cũng kêu gọi từ thiện xong không đi làm, không biết điều tra ông này đến đâu rồi. Và sao Hoài Linh ngâm tiền 6 tháng vẫn chưa bị hỏi tội nhỉ? Mọi hành vi và thành phần trong xã hội lợi dụng tiền từ thiện đều phải bị xử lý. Nghệ sĩ không phải là vùng cấm. Hoài Linh om tiền nửa năm, Thủy Tiên phát hiện mập mờ. Tôi mong chờ kết quả điều tra hai người này nhất. Trước đó, hàng loạt ồn ào về tiền từ thiện của một số cái tên như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho dư luận tranh cãi trong thời gian dài. Phía Bộ Công an đã vào cuộc xác minh rà soát hoạt động quyên góp từ thiện của các ca nghệ sĩ này dựa trên những tố cáo dư luận cũng như các chế tài cụ thể nhằm yêu cầu công khai minh bạch quá trình tiếp nhận, phân phối tiền từ thiện hay chưa. Và vừa qua báo Người Lao Động đưa tin, Bộ Tài chính cho biết là
đang lấy ý kiến dự thảo về thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Dự thảo này thông qua là nêu rõ các cá nhân thực hiện vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để làm hoạt động xã hội từ thiện phải mở sổ ghi chép đầy đủ, khoản tiếp nhận và sử dụng cho đúng mục đích xã hội từ thiện. Cũng một thông tin cực nóng đó là ông Dũng Lò Vôi lấy lại được 200 tỷ bị lừa và sẽ gửi quỹ từ thiện. Và trong một diễn biến mới nhất là vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tục đăng đàn trên mạng xã hội nói về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh loạn thần thần y. Và trước đó, trong ngày 30 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản là truyền đạt ý kiến và chỉ đạo của Thủ tướng về việc giao cho Bộ Y tế kiểm tra và báo cáo chấn chỉnh tình trạng loạn lương y và thần y trên các trang mạng xã hội và chữa bệnh trái phép tại buổi đăng đàn mới đây. Và ông Dũng Lò Vôi cho biết sẽ tiếp tục lên án thần y Võ Hoàng Yên, người trước đó đã bị vợ chồng ông và một số người khác viết đơn tố cáo lừa đảo trong việc khám chữa bệnh và lừa đảo tài sản, chiếm dụng tiền ủng hộ, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Trao đổi với giới truyền thông, ông Dũng bà Hằng một mặt chỉ trích ông Võ Hoàng Yên về các trò bịp bợm trong khám chữa bệnh bằng phương thức y học cổ truyền, vừa khẳng định vợ chồng ông sẽ đòi lại hết số tiền 200 tỷ đồng đã cho ông Yên vay mượn và hơn 8 tỷ đồng tiền cứu trợ đồng bào miền Trung mà ông bà đã ủy thác cho ông Yên đi cứu trợ. Và ông Dũng cũng cho rằng, việc ông Võ Hoàng Yên hiện giờ không còn là chuyện riêng giữa vợ chồng tôi mà là liên quan đến rất nhiều người. Do đó, ông cho rằng ông có nghĩa vụ đòi lại công bằng, công lý cho nhiều người. Riêng số tiền 200 tỷ ông tố cáo đến cơ quan công an là bị ông Yên lừa. Nếu lấy lại được, vợ chồng ông sẽ gửi vào một quỹ từ thiện nào đó để giúp đỡ những người khốn khó. Đối với số tiền 8 tỷ đồng, vợ chồng ông sẽ lấy lại để gửi đúng địa chỉ người cần giúp đỡ là những người đồng bào lũ lụt miền Trung. Và ông Dũng Lò Vôi cho hay, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã thống kê không có bệnh nhân nào trong số 1.000 bệnh nhân mà ông Yên điều trị khỏi được bệnh ở Bình Dương. Nhưng những người mắc cơm điếc được ông Yên từng chữa trị cũng đâu hoàn đấy. Và ông Dũng giải bày, ông rất xúc động khi nhận được văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời là mong sẽ không còn đất cho những thần y lương y dởm đánh lừa và trục lợi trên sự hy vọng của người nghèo. Và ông Dũng cùng bày tỏ thái độ là tôi lớn lên và tôi lớn tuổi rồi, làm được điều dù tốt đẹp là cứ làm, và trừ cái xấu cái ác cũng chính là làm hành thiện. Chính phủ ra hẳn một nghị định mới là nghị định số 93 về việc kêu gọi tiền từ thiện cá nhân, lật lại 3 vụ án rúng động showbiz Việt. Và 3 vụ án rúng động này thì là gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe những bản tin mà Thùy Linh chia sẻ ngay sau đây để không mất thời gian quý báu của quý vị. Vâng, liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố cáo những người không minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương rà soát và xác minh lại toàn bộ. Và đầu tiên là bà Hằng liên tục livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của bà nhận rất nhiều tiền bạc nhưng lại không làm từ thiện. Sau đó bà bày tỏ nghi ngờ về nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí không minh bạch về thu chi tiền kêu gọi từ thiện. Hiện đã có ít nhất 3 vụ liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng được cơ quan chức năng đang thụ lý. Lùm xùm nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện trăm tỷ mà Bộ Công an đã vào cuộc, và 3 sự việc như sau đã được Bộ Công an lật lại để mà làm việc. Đầu tiên là vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. Không chỉ dừng lại ở những buổi live stream, bà Hằng đã làm đơn gửi đến các cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra hành vi vi phạm của ông này. Bà Hằng cũng cho rằng, ngoài việc lừa đảo tiền bạc dưới danh nghĩa làm từ thiện, ông Yên còn xưng mình là thần y có thể để chữa bách bệnh và lừa đảo. Không ai mà tin được ông Yên chữa khỏi bệnh cả. Đó là chính xác nha quý vị, vì đã có rất nhiều cái đơn tố cáo của những nạn nhân đã bị ông này chữa bệnh nguy hiểm đến tính mạng và thậm chí là mất cả mạng. Sau tố cáo của bà Hằng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh việc ông Yên chữa bệnh cho 776 người nghèo tại huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020 vừa qua. Qua điều tra và xác minh, công an đã xác định là không có trường hợp nào được chữa khỏi bệnh cả. Vì khám chữa bệnh của ông Yên là phản khoa học, có ai mà người ta bị câm mà đi kéo lưỡi không quý vị? Rồi có ai bị điếc mà đi đập tay, rồi ai bị bại liệt, đập chân, rồi bẻ giò, bẻ cẳng? Rồi sự việc bẻ lưng của một bà cụ đã mất ngay sau đó luôn quý vị, mức độ mà sưng phù bầm tím luôn. Và không chỉ dừng lại ở việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng còn tố cáo nghệ sĩ Hề Lũ Ngâm Tiền là kêu gọi từ thiện của đồng bào miền Trung năm 2020. Sau đó, Hoài Linh xác nhận đã kêu gọi được 14 tỷ đồng nhưng do dịch bệnh. Nào là lý do người nhà có chuyện gia đình, chuyện buồn gia đình cho nên không có đi trao quả được nha quý vị.